Chào mừng gia đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Khá lâu mình không giới thiệu lại về Makita cho anh em ha. Thì hôm nay có về một ít mã Makita về dòng máy mài anh em. Thì giá cái này nó có điều chỉnh chút xíu ha, anh em ha. Về Makita anh em, về giá thông thường nó tăng theo quý luôn anh em. Mà nó không phải tăng hết nha. Thì nói chung là những cái mã nào bán chạy là nó tăng á, tăng chút 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 vậy đó. Ví dụ như là 3%, 2 chấm mấy phần trăm, 5%, 7 chấm mấy phần trăm ha, tùy mã, có mã tăng có mã không có tăng. Nhưng mà giảm thì hiếm lắm, không nó không đứng thì thôi chứ không có giảm. Mình thấy Makita là hầu như là tăng theo quý, nó không báo hết. Sang bắt đầu sang tháng 4 là nó sẽ có tăng thêm một vài mã nữa nè. Những mã nào bán chạy là hay tăng lắm. Thì ở trong cái video này mình giới thiệu cho anh em là 2 4 6 mã nè, có máy cưa đĩa nè, máy cắt máy bào nè, máy cắt đá nè, hai con máy mài. Máy mài thì tăng giá rồi nè, lên triệu mốt nè. Có lúc trước con này có 900 mấy thôi. Bên mình bán 900 mấy thôi. Thì này lên tới 1 triệu mốt. Nha, nó sẽ qua hai cái đợt tăng rồi đó. Rồi bây giờ thì đi vào chi tiết từng cái sản phẩm anh em ha. Đa phần trên đây là hàng sản xuất ở Thái Lan nha. Con này Thái Lan, hai này Thái Lan nè. Hai có con máy bào với máy cắt đá sản xuất Trung Quốc thôi. Ba bốn này mà ở Thái Lan hết. Thì thông thường máy mài á, mình nay máy khoan thì chưa về nha, máy khoan đang hết hàng, máy khoan thì này lên cao quá. Chắc qua tuần sẽ có về máy khoan nữa. Máy cắt đá thì quên, máy cắt sắt thì mình vẫn còn, tại con to không cần bên đây nha. Máy cắt sắt thì nó là 2402 á, vẫn còn luôn nha. 2 triệu 6 mấy á, đang còn giá cũ nè, giá mới nó gần 3 triệu rồi. Đó. Rồi đây là cái dòng máy mài nha, GA4031. GA4031 anh em. 4031, 4030 khác nha, công tắc trượt và công tắc đuôi thôi. Bây giờ đây là trang bị một cái đá mài nè. Một trắng bảo vệ nè. Ok ha, cái con này thì công tắc đuôi nó sẽ không có tay cầm. Này lưu ý nha. Rồi với một cái khóa mở lưỡi bên đây. Một khóa mở lưỡi bên đây. Hà cái Makita này là của Makita luôn nha. Nó có hai phiên bản, một cái Makita và một cái Makita MT. Makita MT là của hãng Matek ngày xưa anh em. Thì cái dòng này là của Makita nha. Đó. Thì nó làm rất là đẹp nha, giá 1 triệu mốt, hàng này sản xuất tại Thái Lan. Mấy người Thái Lan ha. Công suất này 720W, đĩa 100 cốt M10. Cái dòng GA này bán rất là chạy luôn, bởi vì nó thon thon gọn gọn, anh em xài nhìn thì anh em thích nha. Công tắc đuôi phía sau nè. Tắt đuôi thì nó không có tay cầm ha. Cái đầu của Makita làm đẹp giả man luôn anh em. Đầu rồi nè. Nó sơn nó làm đẹp dữ lắm. Đó. Hàng chính hãng Makita nha, bảo hành một bảo hành này là lên 1 năm chưa ta. Makita nó có điều chỉnh bảo hành lên 1 năm á anh em. Khi cắm điện mà để cái số 0 nha. Anh em chờ xíu mình coi này bảo hành bao lâu. Máy này bảo hành 6 tháng ha. Ở đây nó có thông số này ha, tùy một vài mã nha, có mã bảo hành 6 tháng, có mã bảo hành 12 tháng. Đó nha. Thì phiếu bảo hành của Makita nó mỏng còn hơn từng giấy A4 nữa nè. Ok. Đó. Thì nó có ghi rất rõ đây nè ha. Nó điều chỉnh ví dụ như đặc biệt đối với dòng máy sản phẩm gì nè, có chức năng nè sẽ được bảo hành 12 tháng nè. Kể từ ngày mua, máy thổi hơi nóng bảo hành 3 tháng nè. Rồi ha, cũng tùy máy nha. Rồi ok, máy rất chạy 1.100.000 cho dòng máy mài này GA4031 nha. Công tắc trượt ở công tắc đuôi lộn 4031 công tắc đuôi. Rồi mình qua con này anh em ha, 1.100.000. Rồi chút xíu mình đóng lại. Tiếp tiếp GA4030 nó là cái công tắc trượt nha anh em. Nó cũng trang bị chúng ta một cái đá mài. Anh em lưu ý giùm nha, máy mài của Makita nó không có cho theo chổi than nha anh em. Mình khui nó giờ là không có chổi than nha. Nhiều khách hàng hỏi chổi than ở đâu, Siku đâu là không có nha. Đó, còn ở đâu mà nó có là mình không biết, chứ bên hãng mình về là ra như này nó không có máy, không có chổi than nha, mình nói trước nha anh em. Rồi, trang bị cái dòng này cũng vậy ha, một cái chắn bảo vệ nè. Rồi một cái tay cầm nha, cái công tắc trượt thì nó có cái tay cầm, một cái khóa mở anh em ha. Đó. Rồi, một cái máy nha. Ok, không có chỗ than ha. Tại nhiều khách hàng mua rồi vô hỏi ủa chỗ than dự phòng có máy đâu, nó đâu có đâu mà có anh em ơi, không có nha. Không có. Rồi, về thông số kỹ thuật của con này anh em thì nó có mi chang nãy thôi 720W. Điện 100 có M10, sản xuất tại Thái Lan luôn, máy in Thái Lan. Rất là đẹp.
mà người ta nghe tiếng máy đã lắm. Ha, anh em nghĩ mà người ta nghe tiếng máy sướng lắm, chạy nó êm mà nó mượt lắm anh em nha, rất là đẹp, đầu rất là đẹp luôn nha. Rồi giá là 1.100.000 cho con GA4030 là công tắc trượt. Hai cái này khác nhau đuôi và trượt thôi ha. Đuôi thì 4031, còn 4030 á là công tắc trượt đó. Cái hàng này đều là Thái Lan sản xuất hết, ok ha, hàng này chính hãng hết nha, mới 100%. Rồi hai con này mình qua kế tiếp một cái dòng mà máy mài nữa nè, HP đi ha, công tắc bóp nè, ai công tắc bóp đậm này, HP 1630. Cái dòng này thì nó cũng để 100 luôn ha, có M10, giá là 1.320.000. À, hàng này cũng Thái Lan sản xuất luôn nha, công tắc trượt cũng trang bị là một cái viên đá mài nè nha, một viên đá mài, rồi một cái chắn bảo vệ, một cái tay cầm, một cái khóa mở, máy mài khóa mở là cái là nó phải có rồi nha anh em nha, không có chổi than nha, chỉ không anh em à. Rồi đây cái máy mài đây rất là đẹp nha, dùng công tắc bóp nè, đây công suất này nó khỏe hơn nha anh em, công suất này nó tới 840W, 840W nha, sản xuất tại Thái Lan luôn, Made in Thái Lan ha. Đó. Đầu là mấy đẹp lắm, anh em là cần một con bóp thì xài con này. À. Thông thường bán mấy máy mài Makita đồ sướng lắm, nhưng anh em vô mua đúng mã rồi, tại vì nó quá phổ thông thông dụng anh em, anh không cần phải tư vấn nhiều. À, thì là hãng về vấn đề Makita thì quá nổi tiếng rồi à, cứ thế anh em nhu cầu mua thì mua đúng sản phẩm thôi nha. À, rồi giá là 1.300, 1.320.000 nha, 1.320. Chán mỗi lần bỏ vô cái nó hơi bị cấn cấn thì sao đó. Rồi ok, mình qua máy cắt đá đi, qua máy cắt gạch nữa, cắt gỗ đi nè. À, cái máy gỗ này mấy nay bán vẫn không có tăng giá nè, vẫn giữ giá này mà M8 M801B, cái dòng này qua tháng tư lên tới 1.670.000 nè nha. Thì cái mẫu này thì nó dùng đá là dùng đĩa cắt anh em là 185 nha, đĩa cắt 185, hàng này vẫn sản xuất ở Thái Lan. Đó, nếu anh em cần một cái con máy cưa đĩa nha, cưa đĩa dùng đất gỗ ha, của Makita đó, này Makita nha chứ không phải MT nha, chút xíu MT thì mình giới thiệu đó, trang bị một cái lưỡi, lưỡi theo cái máy này là mòm, nó không ghi bao nhiêu răng ta, 40 răng anh em ha, lưỡi theo máy là 40 răng ở trên đây không thấy đây nè, rồi lưỡi theo máy 40 răng nha, và một cái máy và một cái cử, rồi hết rồi nha, nó cho một cái máy một cái cử thôi. Đó. Thì con này là sản xuất tại Thái Lan, Makita, đây Made in Thái Lan ha, 1050W nha, rồi để 185, mâm này mâm sắt nha, mâm sắt của Makita mà làm cũng đẹp lắm anh em ơi, cứng cáp lắm nha, này nhôm, ok, này nhựa nha, đó. Rồi anh em nghe tiếng máy ha, cái này nó chưa gắn lưỡi nha, về chúng ta phải gắn cái lưỡi vào. Êm ru và rù luôn ha. Thì khi gửi gắn cái lưỡi vô nó sẽ kêu lớn chút xíu nha nè, này thì nó chưa có lưỡi, nó kêu rất là êm luôn. Rồi 1.600.000 cho con máy cưa đĩa này, rất là đẹp ha, Makita có nâng chỉnh mâm, nghiêng mâm đầy đủ ha, nghiêng mâm nằm đây xả ngóc ra nè nha, anh em nghiêng cái mâm đó, nghiêng nè, ok ha, gắn lại siết lại, rồi hạ mâm xả này ra đó, hạ mâm xuống xả ra nữa. Đó, đây anh em hạ mâm nè, ok ha, rồi đưa lên siết lại,
đó, nghiêng mâm hạ ngâm, nghiêng mâm thì có hai ốc bên đây ha, nghiêng qua rồi ok, 1.600.000 nha, 1.600.000 anh em ơi, quá rẻ. Một cái máy nè, một cái lưỡi cắt nè, rồi hết rồi. Đó, đó là bốn cái dòng của Makita nha. Rồi qua cái dòng này là mới Makita MT nè. Makita MT nó là một cái dòng mà hồi xưa là của Matic đó nè, màu đỏ đỏ nó cho chói đúng không, bây giờ nó không làm Matic nữa, nó chuyển thành Makita thêm cho MT luôn, phân cấp nó thấp hơn xíu ha, giá nó tốt hơn. Một cái máy cắt đá của Makita MT này mà giá chỉ có 1.060.000 thôi, trong khi đó những cái ông khác bây giờ nó cũng đã là 1.000.000 mấy rồi anh em ơi, 1.000.000 mấy rồi đó. Nhưng mà cái dòng này thì nó chỉ có 1.060.000 thôi, quá cho rẻ luôn nha. Máy cắt đá đĩa 110 anh em ơi, ok luôn, quá trời ngon. Cái dòng này thì nó sẽ trang bị chúng ta gì đây, một cái ống nè, một khóa mở lưỡi nè, hết rồi, không có cái dò nước ta, à không có dò nha, à, anh em xài ống là vô đây nè, rồi nó không như dò luôn, đó, câu nước cái này anh nhét vô trong đây, đó, rồi anh em câu nước vô là đi cắt đá thôi, đó, câu rồi anh em, và nước anh em câu từ trên, không có xài máy bơm luôn, ống này anh câu từ trên cái bình xuống, chạy thẳng vô lưỡi luôn, cắt ha, nó không có xài máy bơm, nó không có cái bát kia luôn. Những dòng kia nó có một cái bát nên em dặn vô nó hơi bị gãy hoài đúng không? Mà không, Makita này nó không chơi vậy. Trang bị đúng cái ống và một cái khóa thôi. Đó. Dòng này sản xuất ở Trung Quốc. À, công suất của nó là 1.200W. Đĩa 110 ha, dành cho anh em để cắt gạch cắt đá đâu nè. Ok ha, cái này thì có nâng hạ, nâng hạ. Đó. Nâng hạ cái mâm nha, không có nghiêng. Tại thông thường này dùng để cắt thẳng anh em. Cắt nghiêng khó lắm. Bình thường anh xài cắt thẳng này là nhiều, cắt gạch đá rồi đó. Không có cắt gỗ nha anh em, để biết sao không? Cái máy cắt gỗ tốc độ quay nó chậm lắm, nó tầm đâu đó khoảng 5.000 máy thôi, nhưng cái máy cắt đá nó quay lên tới 13.800 vòng một phút. Với cái tốc độ này, tại vì mình thấy nhiều anh em mua cái máy nè, bỏ cái lưỡi cắt gỗ vô á, cắt nó nóng nó cháy cái lưỡi luôn, tại vì tốc độ quay nhanh đó, anh em, nó không có mà cái lưỡi nó không thoát kịp, nó ma sát á, nó cháy khét lẹt luôn và nó sinh ra nóng cái máy, bởi vì cái lực cản nó quá lớn đi. Nếu mà chúng ta anh em mà bí thế cắt gỗ dòng này đúng không, nên xài cái lưỡi thưa ra, ví dụ như cái lưỡi nó là 20 răng đi, ví dụ như cả đó đi ha, chúng ta xài lưỡi thưa ra đó, nó thoát phôi cắt gỗ mỏng thôi, chứ bình thường cái này chỉ cắt đá thôi nha, cắt gỗ thì châm trước lắm anh em mới đi cắt sò gò nữa thôi, mà dùng lưỡi thưa ha, lưỡi mỏng mỏng vô là nó cuốn trong á, nó không có giãn nhiệt thoát phôi kịp á, nó nóng lắm và nó sẽ giảm tuổi thọ máy nữa. Đối với máy cắt đá này nó không có êm được đâu nha, nó ồn vậy đó. À, tốc độ quay nhanh mà 13.800 vòng phút. Đó. Máy cắt đá thì nó thiết kế vậy đó, nó qua cái motor, qua cái cụm nhông nó đi xuống, nó giảm cái tốc lại để cho cái lực mô men xoắn nó cao, cắt đá ta mới được. Chứ bình thường mà chúng ta không có qua nhông đi thẳng xuống nóng máy vậy lắm. Rồi giá tiền có 1.060.000 thôi, hơi ồn nha mấy anh em, hơi ồn. Bản thân mình thấy là máy cắt đá nào không phải riêng này đâu, mấy người khác cũng vậy thôi, đưa vô một phát là nó ồn vậy đó. 1.060.000. Cái tiếp nữa, đây là con máy bào giá 1.300.000 ha, có tăng giá chút xíu, trước con này có 1.200.000 mấy chục á, 1.200.000 mấy ngàn hay nhiêu á ha, này lên 1.300.000 nha anh em. Đây là dòng máy bào điện nha, cái dòng này có mã là M1902B, à, thông số mà người ta nằm trên máy, bao bì nó không có đâu, không có đọc được. À, một cái cử nè, sách hướng dẫn sử dụng ha, thẻ bảo hành, rồi một cái hộp này có dùng để mài cái lưỡi bào đó nè, hầu như cái nào cũng có nha, cái bát nè, cái cử nè, ha, dùng để mài mấy cái lưỡi bào chúng ta xài thời gian á. Lưỡi bào phổ thông nha, 82 thế hết, chúng ta mua lưỡi thôi, lưỡi phổ thông rồi. Rồi máy bào của Makita nó chỉ đúng vậy thôi, cái máy và cái cử hết rồi, khả năng bào luôn là 1 mm ha, gỗ mỏng thì người ta bào số 1 ly, gỗ cứng cứng thì người ta bào 0.5 thôi anh em ơi,
nha. Về cái thông số con này, cái công suất của này là 580 W tốc độ quay 16.000 vòng phút nha. Đó, 16.000 nha, tốc độ quay nhanh. Đây. Dùng như Cro đây ha. Rất là đẹp luôn. Makita thì phụ kiện đầy đủ, anh em mua gì cũng có. Ở đây nó có một cái lục giác để mới thay lưỡi nè. Đó, lưỡi ở mới đây. À, xả hai ốc ra nè. Đó. Ok. Đó. Ở đây cái là hai lưỡi này ha, hai lưỡi đây. Đó. Rồi anh em nghe tiếng máy nha. Máy thì chạy rất là êm ha, có khóa khóa cò. Đó. Cái dòng này thì nó sẽ không có một cái móc ở đây để chúng ta để bào xong ta để xuống nha. Mỗi lần bào xong để lật ngang dọc, lật ngang này nè. Ha, bào xong ta phải lật lật ngang vậy ha. Tại cái tốc độ nhiều lúc anh em làm á, anh em đâu có thể nó chờ máy đứng người ta mới ngừng được. Bào xong cái lật ngang nó đứng ta làm việc khác nha. Đó. Rồi ok, 1.300.000 cho con máy bào của Makita nha. Đó, 1.300.000. Hàng này sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. Đó. Rồi ok á, anh em đang có nhu cầu về dòng máy nào của Makita thì liên hệ mình nha. Số điện thoại bên dưới để mua hàng. Giá thì giá tại cửa hàng chưa còn cái ship nha. Những cái mã này mình giới thiệu là hàng đều có sẵn cửa hàng hết rồi đó. Chỉ việc là ghé anh mua thôi, còn hết nữa thì mình đặt về thôi, tại vì có cái đợt mà mỗi lần nó tăng giá ngắn quá thì qua tháng 4 thì nó cũng vài mã nó tăng nữa. Nó không phải là tăng hết anh em, nó vài mã, nó có vài mã nó tăng nha. Đó. Và ta đa phần những mã bán chạy rồi. Ok, anh em nhu cầu mua thì liên hệ nha, hàng đang có sẵn bên cửa hàng luôn, giá tại cửa hàng chưa buộc còn biết. Cảm ơn em ha, xin chào và hẹn gặp lại.